Đó giờ không chấn thương gì. Nhỏ lớn là chắc chắn là không chấn thương đúng không? Chật sơ mi bong gân gì cũng có hả? Lâu lắm rồi, em không nhớ. Tháng. Cái vai này của em rất là yếu, hầu như không xài được, không mạnh lên được. Kháng, mạnh lên. Yếu nhiều quá vậy. Tập thể hình như em chấn thương cũ rất nhiều, gây ra một cái dẫn truyền bị sai, cái thần kinh trung ương báo xuống không tốt. Lúc đó cơ em bị ớt. Khi em tập cái nhóm cơ ngay đây, em phải dùng cơ khác chịu tải phụ những cái việc mà nó không muốn làm, nó ớt theo. Em đau khả năng rất cao là dây chằng. Cái lực cơ đây mạnh lên, chỗ này nó không nhói. Lúc đó lực cơ được phát tín hiệu rất là mạnh, cơ hoạt động lại được như bình thường, dây chằng không chịu tải. Bình thường đấu đau, em dùng cái lực cho chính những cái cơ đây vô đúng cái thế đó nó mới đa, tức là cơ xung quanh đây nó không làm việc, cái dây chằng phải làm việc khi em dùng những cái cơ đó từ từ giãn dây chằng. Cơ này đâu hoạt động đúng cái chức năng, ớt hết yếu xìu mà em còn phải tải một cái lượng quá nặng hàng ngày thì dây chằng từ từ nó giãn, nó cũng phải chịu tải nhiều quá, chịu tải thêm nữa đứt nó như súng luôn đúng không? Rồi vô nguyên đống nó mạnh hết, dây chằng có thể là giãn hoặc tổn thương dây chằng. Bớt được chưa? 70% là ngon. Cứng khừ. 70% là ghê đấy.